Thói quen lối sống của mẹ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, thậm chí sẽ khiến bé bị dị tật bẩm sinh nếu bị thói quen xấu tác động thường xuyên. Vậy đâu là những nguyên nhân thường dẫn đến dị tật bẩm sinh? Các mẹ hãy cùng điểm danh ngay danh sách này để phòng tránh cho các bé nhé. 1. Thói quen hút thuốc lá, sử dụng thức uống có cồn. Hút thuốc lá và hút thuốc thụ động, sử dụng các loại thức uống có cồn luôn luôn là thói quen xấu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người, đặc biệt là bà bầu. Nếu đang có bầu, mẹ nên từ bỏ ngay thói quen không tốt này. Hút thuốc và dùng các thức uống chứa cồn không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ mà còn khiến thai nhi phát triển không ổn định, gây nên các dị tật bẩm sinh. 2. Dùng thuốc không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Việc tự ý sử dụng thuốc tây trong giai đoạn mang thai cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Điển hình là khi bị cảm cúm, một số mẹ bầu đã tự ý mua thuốc để uống mà không đi khám bác sĩ. Điều này là tuyệt đối không nên vì trong một số loại thuốc có chứa các thành phần có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho các thiên thần nhỏ. Mẹ chỉ nên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ nhằm bổ sung vitamin, khoáng chất, canxi và các dưỡng chất thiết yếu khác. 3. Sơn móng tay. Phụ nữ nên làm đẹp mọi lúc mọi nơi, dù đang có thai mẹ cũng nhất định đừng quên nguyên tắc này. Chỉ khác là mẹ nên sử dụng các phương pháp làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên, tránh hoa mỹ phẩm nhiều tạp chất để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của con yêu. Sơn móng tay là mỹ phẩm cần hạn chế ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ. 4. Dùng nước hoa. Cũng như sơn móng tay, các thành phần trong nước hoa cũng là thủ phạm gây nên dị tật bẩm sinh. Thêm vào đó, sử dụng nước hoa sẽ gây rối loạn nồng độ hormone và ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ cũng như gây ức chế sữa sau sinh. Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, mẹ bầu nên tránh sử dụng nước hoa cho đến khi chấm dứt giai đoạn cho con bú. 5. Ăn uống không khoa học. Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu để giúp thai nhi phòng tránh dị tật bẩm sinh. Chế độ ăn uống cũng là vấn đề mà các mẹ bầu cần quan tâm để đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Thông thường, khi đi làm, một số chị em có thói quen sử dụng đồ hộp để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khi mang thai, chất độc PPA có trong loại đồ ăn này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản và dẫn đến dị tật thai nhi. Vì thế, mẹ nên tránh sử dụng các loại đồ hộp trong suốt thai kỳ nhé. 6. Tiếp xúc với các chất tẩy rửa thường xuyên. Khi mang thai, mẹ bầu nên chia sẻ việc nhà cho những người thân và tránh làm việc nặng, đặc biệt là những việc tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa. Vì những chất độc này có thể khiến bạn bị ngộ độc khí, dẫn đến tình trạng ngất xỉu, nôn mửa, thậm chí là gây nên những dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Dị tật bẩm sinh là điều không bà mẹ nào mong muốn, phòng hơn chữa. Ngay từ khi mang thai, mẹ nên tránh những thói quen xấu, đồng thời đi khám thai định kỳ, đều đặn để phát hiện sớm những vấn đề bất thường. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!